tại sao thế giới này lại có nhiều tôn giáo khác nhau tại sao mỗi tôn giáo lại phân chia thành các giáo phái tại sao thượng đế không ban cho nhân loại một tôn giáo duy nhất thuần tí mà thôi mỗi con người đều có những mức độ phát triển tâm linh khác biệt do đó phải có những trình độ hướng dẫn khác nhau tất cả mọi tôn giáo trên toàn cầu đều hết sức cần thiết vì nó đáp ứng những nhu cầu khác biệt này không một tôn giáo nào có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi người ở mọi trình độ, mỗi tôn giáo là một viên đá lót đường để đưa con người tiếp tục đi xa hơn trên con đường dẫn đến chân lý. Dĩ nhiên khi một cá nhân đã phát triển, đã nâng cao trình độ hiểu biết của mình về thượng đế thì người đó có thể cảm thấy không thỏa mãn với những lời dạy bảo của tôn giáo mà người đó đã từng theo đuổi học hỏi. Hiển nhiên người sẽ đi tìm một tôn giáo hay triết lý khác để bù đắp vào chỗ thiếu sót đó. Điều này xảy ra khi người đó có thể đạt đến một trình độ hiểu biết khác về chân lý mỗi bước đường đều có những cơ hội để học hỏi thêm về chân lý. Do đó, đã hiểu được điều này thì người ta cần biết rằng chúng ta không có quyền chỉ trích bất cứ một tôn giáo nào, vì tôn giáo nào cũng đều quan trọng và đáng quý như nhau. Vì con người không toàn diện toàn tri, do đó cần học hỏi nhiều tùy theo trình độ hiểu biết và khả năng tâm linh mà họ được giao phó các sứ mạng, đặt vào các địa vị trong các quốc gia hay tôn giáo, các môi trường của đời sống để có dịp tiếp xúc với những người khác và học hỏi. Đời sống là một môi trường để thử thách, để học hỏi. Và muốn biết đích thực ý nghĩa của cuộc sống thì người ta phải biết dẹp bỏ bản ngã, dẹp bỏ cái ý nghĩ rằng chính cá nhân có thể hiểu biết tất cả mà phải kiêm tốn hơn, lắng nghe lời chỉ dẫn thầm lặng của Đấng Thiên Liêng. Nhưng tại sao đang sống trong tình thương tuyệt diệu của Thượng Đế mà có những linh hồn lại tự nguyện đầu thai xuống trần để học hỏi khi họ có thể tìm thấy câu trả lời lại chính nơi đây? Thời xưa có một ông vua hiền đức cai trị công bằng, dân chúng trong nước sống thanh bình một hôm dưới sự đề nghị của cận thần tả hữu, vua triệu tập tất cả các trưởng lão tôn túc của các tôn giáo trong nước. Khi tất cả có mặt đầy đủ, vua nói, Thưa các vị giáo chủ, hôm nay ta mời các vị tới đây bàn luận vì ta muốn chọn một đạo trong các đạo để tôn lên làm quốc giáo. Ta đặt niềm tin nơi các vị với sự minh triết xin các vị hãy hội thảo bàn luận với nhau để tìm cho ta một đạo nào hay nhất, đáng được hưởng ân phúc của hoàng gia. Đạo nào cũng được miễn sao mọi người đều đồng ý, kính phục không ai bắt bẻ hay chối cãi. Trải qua nhiều năm mà vua vẫn chưa tìm được câu trả lời, bởi vì ai cũng cho đạo của mình là hay nhất nhưng người khác lại không chịu. Cứ thế mà trinh luận dần co từ năm này sang năm khác. Rồi một hôm, có một hiền giả du phương ghé qua nước nhà vua. Sau khi nghe câu chuyện, bàn đến xin ý kiến nhà vua. Tôi bề hạ, tôi có thể chỉ cho bề hạ một đạo hay nhất mà không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi được. Vua nghe qua rất đổi vui mừng vì hy vọng của mình sắp được tài nguyện sau bao nhiêu năm dài trong đợi. Thật vậy sao? Xin hiền giả hãy nói cho ta nghe ngay lập tức. Ta đã chờ giờ phút này quá lâu rồi. Xin bề hạ kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ tiết lộ cho bè hạ tên của đảo này Ở một nơi thật yên tĩnh vắng vẻ Đúng trưa mai xin hàng bè hạ Ở bờ sông Hằng Chúng ta sẽ vượt sông qua bờ bên kia Và ở đó tôi sẽ nói cho bè hạ biết tên của đảo này Sáng ngày mai Đúng hàng Nhà vua và vị hiền giả gặp nhau Tại bờ sông Hằng Vua ra lệnh cho một chiếc thiền đến gần Để chở hai người sang bờ bên kia Khi chiếc thiền đến gần Vua sửa soạn bước lên Thì hiền giả chặn lại nói rằng ông ta muốn khám sát lại chiếc thiền coi có tốt và bảo đảm hay không. Chiếc thiền này không được, vì có một miếng ván bị nứt ở dưới đáy, nước có thể tràn vào, hiền giả thưa. Vua lại gọi chiếc thiền khác đến, sau khi khám xét, vì hiền giả tìm thấy vài miếng ván bên hông thuyền hơi bị lỏng vì thiếu đinh, nhà vua lại gọi một chiếc thiền khác đến. Sau khi khám xét kỹ càng, hiền giả lại từ chối vì lý do nước sơn của thiền đã bị tróc. Cứ như thế, Vua gọi hết chiếc thiền này đến chiếc thiền khác. Chiếc thiền nào hiền giả cũng moi ra được khuyết điểm. Dần dần nhà vua mất kiên nhẫn. Chiều đã qua, hoàng hôn sắp đến, sau cùng vua không nhìn được nữa. Thưa hiền giả, từ trưa đến bây giờ ta đã gọi biết bao nhiêu chiếc thiền, chiếc nào ngài cũng từ chối hết. Xin hỏi ngài, thuyền tróc sơn một chút hoặc thiếu vài ba cái đinh thì đã có sao? Nó vẫn có thể đưa mình qua sông được kia mà. Sao ngài lại để ý đến những khuyết điểm nhỏ nhặt như vậy? lúc bấy giờ vị hiền giả nhìn vua mỉm cười nói bệ hạ đã tự nhận thấy rằng dù có vài ba khuyết điểm nhưng tất cả những chiếc thiền kia đều có thể đưa mình qua xong được cũng thế tất cả các đạo trong nước của bệ hạ đều giống như những chiếc thiền kia đạo nào cũng có thể đưa bệ hạ đến sự thể nhập với thượng đế đạo nào cũng hướng con người đến cái thiện không nên phân biệt đạo nào hay ở đạo này mà chê đạo kia không nên vì quan điểm của mình theo đạo này mà không cho phép mình hay người thân của mình tìm hiểu và học hỏi cái hay của đạo khác. Việc đi tìm khuyết điểm của nhiều đạo khác nhau là một điều vô ích, thiếu sáng suốt. Bệ hạ hãy quay trở về lo việc triều chính, tiếp tục lấy đức trị dân và hãy bình đẳng, kính trọng các đạo giáo xem đạo nào cũng như đạo của chính mình vậy. Nghe xong, vua liền phục xuống chân vị hiền giả đảnh lễ và khi ngắn lên, vua sung sướng cảm thấy mình thật sự thấm nhuần sự minh triết.